Xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục lên một cái video mới. Hôm rày mình nghỉ cũng khá lâu rồi, có một số việc. Đầu tiên thì cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và đã ủng hộ các sản phẩm của mình. Mình cũng mong là tiếp tục các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé. Thì không nói lòng vòng, mình sẽ vô vấn đề chính luôn nha. Thì đầu tiên là mình cái sản phẩm được giới thiệu đầu tiên là một cái cục sạc Makita. Cái dòng sạc của nó là từ 9V tới 14V. Đó. Giá là 100k. Cái dây thì dây còn nguyên dài, có bị nối, có một đoạn. Một đoạn bị nối đây các bạn. Đó. Vẫn còn hoạt động bình thường nha các bạn. Rồi, sạc này là mình cho nó là số 1 nha các bạn. Sản phẩm đầu tiên là cái cục sạc. Rồi. Phẩm kế tiếp là một cái cây khoan. Cây khoan này thì nó hoạt động bình thường, chỉ có cái vỏ của nó bị lỗi như này, nó bị nóng chảy do cái pin của nó. Mình nay mình đáng thanh lý luôn là 100 100k. Đây là cây thứ hai. Thử cho các bạn xem, cái này mình trong clip trước mình có thử rồi, nhưng mà giờ cũng thử lại cho các bạn xem. Đầu đầu mới tinh nha các bạn, đầu còn rất mới, đầu nhãn hiệu luôn đó. Đầu không kẹt nè đó, hai cấp độ luôn. Cây này là cây số 2, là thanh lý nha, 100k. Rồi, số 3. Đó, cây khoan của Đài Loan ở Trung Quốc gì mà 4,8. Tình trạng thì cũng rất là mới. Đó, đầu nhẹ, đắp trượt. À, đảo chiều nằm dưới đây các bạn. Máy còn khá mới, cái này thích hợp với các bạn sinh viên DIY ở nhà chơi, về tự lên pin rồi hoạt động full luôn nha các bạn. Nó vẫn hoạt động bình thường, mình đã test rồi nha các bạn, để mình test lại cho các bạn xem. Rồi 130k nha các bạn, nó còn pin giống á, nó đang nhận sạc luôn á. Đối với mấy cây này thì mình không có lấy pin mình để gì, còn những cây nào mà nó bự pin nó nặng lắm cả ký, mình thấy cái pin nó hư rồi mình có bỏ ra ngoài cho khi ship các bạn nó đỡ tiền ship hơn. Rồi cây này là cây số 3 nha các bạn. Cái số 3 giá 130k. Rồi, đó là cây này là cây số 4.
số 4 thì cũng giống như cây số 3, model khác chút. Được cái đầu nhựa, cái kia thì đầu sắt, này đầu nhựa cũng rất là nhẹ, đầu mới. Mấy cây này gần như còn như mới, sẽ ít xài, tem mặt còn như nguyên. Cây số 4 này giá cũng 130k luôn nha các bạn. Đó, có thắng luôn các bạn. Có cây có thắng, cây không. Mấy cái mưa đen này nó dễ. Coi lại màn hình nha, cây số 4 130k. Rồi, cây số 5. Cây số 5 này mình đã thử rồi nha các bạn, bao chạy full chức năng nha. Cây này là của Nati nè. Cây này bền cực kỳ ha. Đầu này là đầu sắt nhưng mà là đầu Nhật luôn á, chứ không phải Đài Loan luôn. Cái cây này là về các bạn làm điện tử là thôi khỏi chơi, nó bền và nó khỏe lắm. Băng lên 2 cell ha. Rồi làm gắt lại cho nó chạy. Miết cái này thử vô được không? Rồi, mình đã thử rồi nha các bạn. Mấy cây này là kiểm tra bảo đảm chất lượng của nó là hoạt động bình thường nha các bạn. Thì ở đây là mình có hai cây y chang như nhau ha. Cây này cũng vậy, đầu này còn mới hơn cái đầu kia luôn đó. Đầu rất là nhẹ ha. Đảo chiều ở đây. Rồi, cây này là cây số 5 nha các bạn. Các bạn nhớ mã số nha. Cây số 5 giá 180k ha. Và cây số 6 cũng vậy luôn, 180k, hai cây giống nhau. Kế tiếp là cây số 7. Cây số 7 cây số 7 là cái ship, ship 12V nha các bạn. Cái này là mình bán thân máy vỏ pin nha các bạn. Hơi khó thử. Đầu cứng ngắc nha các bạn, cái đầu này cứng ngắc luôn á. Máy này nó chạy hơi chạy tem chút. Tem nó bị chạy xước hai bên nè. Nhưng mà hoạt động là full mà còn khá tốt cho các bạn. Tóc.
ăn tốt. Thử cái đầu vít vô coi. Lắm nha bạn, dòng ship nó khỏe ghê á. Rồi vậy nha các bạn. Rồi cây số 7 giá 250k, các bạn coi lại ngoại hình nha, dây gọn rồi còn cái cây này các bạn về giá thành nó khá mềm, mình về mình sử dụng là rất ok nha các bạn. Nó khỏe, cũng không có thua gì mấy cây mà hàng thương hiệu nha các bạn. Và kế tới là cây của hay mình trao thì cây này là của Hàn Quốc đó. Hàn Quốc hay Trung Quốc, Đài Loan gì đó. Mấy cây này nó chữ nghĩa nó gì không mà mình kiểm tra thì nó là hình như của Hàn Quốc. Giá là 150k nha các bạn. Cây này cây số 8 thì cây 8 nó như thế này là mình đã lên pin nha các bạn, lên nó là 7V2, mình lên mình đã thử là lên 2 cell thì cái tua nó hơi chậm, mình lên luôn 3 cell là cũng như 12V, lên 12V chạy rất tốt. Cây này được thêm một cái nữa là điều tốc. Chỉ có không thắng thôi, cái không thắng là cái nguyên cản của nó nha, chứ không phải hư nha. Nếu các bạn lấy như thế này, thân máy vỏ pin là giá 150k, mà đã lên pin như vậy ha, mình đã lên pin cái viên pin này là mình đã lên, thì các bạn lấy một bộ máy pin sạc là 250k. Pin này là mình lên bằng pin xe đạp điện nha các bạn. Cái này mình nói rõ ràng là vậy, pin xe đạp điện 3 cell ha, mạch 20A. Đó. Vậy ha, 250k là máy pin sạc, còn thân máy vỏ pin ha, thân máy vỏ pin là 150k nha các bạn. Rồi mỗi cục pin này để làm cho mấy cái kia. Ở đây mình còn thêm mấy cây, ở đây mình còn thêm hai cây nữa là tình trạng giống vậy luôn nha các bạn. Đó thì hai cây này là cũng như vậy, 150k. Cây này là cây số 9, này cây số 10, đó các bạn coi ha, cũng như y chang như cái cây kia nãy. Cái cây này thì tem nó hơi xấu một chút. Đó. Để pin ở đây. Thử. Chịu tóc. Thank you.
chưa? Rồi, cây số 9. 150k thanh máy vỏ pin. Cây số 10, 150k cũng thân máy vỏ pin. Máy pin sạc là 250 nha các bạn. Cây này đẹp nè, cái này còn mới nè. Đó, để thử máy cho các bạn coi luôn. Đảo chiều. Đảo chiều. Tắt trượt. K thân máy vỏ pin. Rồi, cây số 10. Kế tiếp là cây số 11. Cây 11 là cây 11 là một cây khoan của Makita nha các bạn. Cây số 11 giá là 250k. Đây. Này 9.6 nha các bạn. Mã của nó là 6222D. Thân máy vỏ pin. Đốc. Đảo chiều. Chưa. Cái này lên gắn pin 12V này vô nó chạy ghê lắm các bạn, khỏe ghê lắm. Mới. Cây này ngoại hình còn khá, tem chì, tem mới chì nhẹ thôi. Tem bên đây còn nguyên luôn. Rồi. Cây số 11 thân máy vỏ pin 250k. Cây số 12. Cây số 12 là một cây vít Makita. Vít Makita 12V. Tem mạc rồi còn khá ổn. Mã của nó là M6694D. Tua của nó tới 3.000 nha các bạn. Thằng này là China xuất Nhật nha. Thân máy vỏ pin. Cây số 12 thân máy vỏ pin 400k, đầu cứng ngắc nha. Mấy cái đầu này là mình kiểm tra là không có đầu nào bị vấn đề gì hết nha. Có gì có cái nào mà bị lỗi là mình báo hoặc là mình thanh lý nha. Em thử máy cho các bạn. Cái này mình bỏ pin nó ra ngoài rồi. Điều tốc. Đảo chiều. Có đèn không ba? Cái này có đèn nha.
ngay pin thì mới yếu. Mình thử dít cho các bạn coi nha. Rồi. Cái số 12 thân máy vỏ pin 400. Cái số 12 thân máy vỏ pin 400 nha các bạn. Cái cây số 13 cây số 13 là một cây vít Makita 9.6, em bị mất miếng à. Pin nó còn á, mà bơm mấy cái là nó hết rồi các bạn. Giữ tốc. Ở chiều nhắn đi giúp tôi thử. Gầy lắm nha bạn. Anh 9.6 này, mấy anh 9.6 này mà lên 12 rồi nó dỗ sát khí luôn. Rồi vậy nha các bạn. Thử tương đối với mấy anh này là khỏe lắm. Makita là khỏi chơi. Rồi các bạn coi lại ngoài hình cái nữa nha. Đầu cứng ngắc nha, không đầu nhẹ luôn nè. Không có rơ không gì hết nha các bạn. Đó. 13 thân máy vỏ pin 250k. Đấy, số cây này là 14. Đây là cũng là một cây vít 9.6 mang guitar luôn, ngoại hình còn liền lạc đẹp hai tem. Cây này là nó cũng có tiếng nha các bạn, nó nhỏ gọn nhẹ cầm chắc tay mà khỏe, búa dỗ là khỏi chơi. Đầu rất nhẹ không rơ lắc gì hết. Rồi cây này cũng vậy, thân máy vỏ pin 250k. điều tốc.
Ghê. Cây số 14. Thân máy vỏ pin 250k. Cây số 15. Xem là cây 15 là một cây nati nha các bạn. Cây khoan nati. Cây này là hàng sưu tầm nha các bạn. Tem mạc đồ còn y nguyên, đầu cũng còn mới, không chày chỗ không gì hết ha. Mã của nó là EZT104, hai cấp nhanh chậm ha. Nó là 21 cấp trượt, một cấp quan, cấp trượt rất là nhẹ. Cây này hầu như là ít xài, không xài, thấy còn mới, đầu nhẹ heo luôn. Chiều cấp trượt rồi. Cây số 15 Nati EZT104 500k nha các bạn. Thân máy vỏ pin, thân máy vỏ pin nha các bạn. Anh này thì để chữ chữ Nhật không mà không có mắt in sao băng đi. Nó là hàng nội địa, nếu mà như vậy là nó là hàng nội địa chính hiệu. Rồi, tiếp là một cây số 16. Cây số 16 nha các bạn. Tem bể hết miếng đây. Đây là một cây vít Multi 6505 EZ6505. Tem bên đây còn cũng chạy chút, bên đây thì mất. Đảo chiều nhẹ nè, coi được ngon lành, cách được cũng nhẹ, hai cấp. Đây là đẩy lên trên là xài cấp trượt và khoan, còn xuống dưới là xài búa, búa để vít, búa để mình đóng bắn vít bắn tôn rồi đó, để thử máy nha các bạn.
Vậy đầu tiên mình thử cách trượt của nó trước đi nha. Máy rất là êm nha các bạn. Cấp trượt. Rồi, thế có búa. Đảo chiều. Này nó tụt cái nhầm rồi. Tụt cái phíp này. Khó cành. Nhưng mà full chức năng nha các bạn. Chỉ mất cái tem thôi. Rồi các bạn coi lại màn hình nha. Multi AZ6505. Thân máy vỏ pin 550k nha. Full chức năng. Năm trăm năm mươi k số 16, cái số 17 là một cái khoan nha các bạn. Nó là EZ6403, đầu 13 ly autolock, thổ autolock hai cấp nhanh chậm, 21 cấp trượt, một cấp khoan. Năm trăm k nha các bạn. Mình gắn mũi vô là mình chỉ cần dặn cái này ship cái là cứng chắc luôn, mở ra cái dặn cái là tuột ra vậy thôi. Mình thử máy. Thân máy vỏ pin nha các bạn. Các bạn xem lại ngoại hình nha. Thân máy vỏ pin, cây này ngoại hình cao su rồi còn nguyên, chỉ có cái tem thôi, thua cái tem thôi, còn ngoại hình máy cũng khá đó, ngoại hình máy còn khá ok, chỉ bị cái tem đó. Rồi hoạt động full chức năng, thân máy vỏ pin 500k 6403, cây số 17. Và sau cùng là cây một cây cưa nha các bạn. Cây cưa này là cây số 18 nha.
Cái cơ số 18, cơ Matita. Dòng này là cái dòng dòng châu bò mà nó còn mới được nhiều, các bạn thấy nước xi nước sơn của nó còn bóng bóng lớn luôn á. À, tem này. Mâm là mới tinh luôn, mâm nhôm còn mới luôn, à, còn đầy đủ chi tiết. Này là để chỉnh chỉnh 45 độ. Cặp ve nè, cặp ve của nó còn rất là nhỏ, cây này dường như mới không lo gì. À, lưỡi, cái lưỡi nó cũng còn khá ổn, mấy cái răng cũng còn ngon, hình như có một cái mẻ một một răng thôi nè bạn. Còn như khá đầy đủ nè, có bị một một chấu này thôi nè, kiểm tra rồi có bị một chấu, nó bị xúc, nó bị mất đi cái đầu hợp kim của nó thôi, một cái một thôi, rồi ra là ổn hết, chạy rất là im ha. Cái cưa này là như gần như là cưa mới luôn, để mình thử máy nha. Dây dây còn rất dài như mới luôn, không có bị tì vết, không có lỗi gì hết, đầu zin luôn. Điện 100 nha các bạn, cây này là điện 100 nha các bạn nhớ. Thắng ngon luôn các bạn. Lửa. Rồi. Cây số cái cưa số 18 cũng là cái sản phẩm cuối của mình nha. Rồi các bạn xem video thì nếu có ưng ý cây nào á thì các bạn nhớ mã số và gọi cho mình ở số điện thoại mình có ghi ở phần mô tả ở trên tiêu đề. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Chúc các bạn chọn lựa được những sản phẩm ưng ý, và cuối cùng là chúc các bạn có nhiều thuận lợi và thành công trong công việc nhé. Cảm ơn các bạn.